Có chuyện gì mà thầy phải cất công đến tận đây vậy? Dạ, tôi tới để cảm ơn ông bà đã hóa giải sự nhầm lẫn đó cho tôi. Nay trắng đen đã rõ, tôi xin phép được đến dạy học lại cho em Thúy. Từ nay thầy không cần phải đến dạy nữa đâu. Nhà tôi đang bàn tính đến chuyện làm đám cưới cho con Thúy. Cảm ơn thầy. Trong suốt thời gian qua, thầy đã hết lòng dạy dỗ em. Nay em sắp đi lấy chồng, em sẽ không làm phiền thầy nữa. Đó, thầy không nghe con gái tôi nói rồi đó, không có làm phiền thầy nữa. Thầy nên tự trọng chút. Ba má của tôi đã nói như vậy rồi, sao thầy còn chưa về đi? Tôi và thầy đã hết duyên phận rồi, từ nay mình đừng có gặp nhau nữa. Tụi em đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Đời của thằng Phan, tương lai sự nghiệp của nó sau này, tất cả đều tùy thuộc vào vai diễn này của con đó. Tuy má đã bảo lãnh cho thằng Phan, nhưng nếu mà con trở chứng, tất cả mọi chuyện sẽ quay trở về vị trí cũ ngay lập tức. Phan ơi, tha thứ cho em, tha thứ cho em.